Vâng, xin chào các bác. Tôi có mấy cái đầu và âm ly đề nông này lấy về khá nhiều rồi và khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới quay giới thiệu cái đầu đề nông này. Tôi quay nhiều cái đầu này nhưng mà tôi không nói qua. Cái đầu này có mã là đề nông DCD755AE. Trên máy thì nó ghi là AL24 Processing, nghĩa là âm thanh giải mã 24 bit. Tôi đặt cái đầu này cạnh cái âm ly này tại sao? Bởi vì hai cái sản phẩm này nó là sản phẩm sản xuất riêng biệt, nhưng mà nó làm kiểu hình thức bề ngoài thì gần giống nhau, nên mình có thể để cạnh nó giống như là một bộ đồng bộ và có âm ly và đầu đĩa. Hai cái đều mặt phanh nhôm bạc rất đẹp, bề mặt thì hơi bo tròn về hai phía trên và dưới. Đầu này tôi bán với giá 5 triệu đồng. Đầu đề nông có mã là 755AE. Để tôi zoom cận lại cho bác xem. Đây tôi đang có 3 cái như vậy cùng một mã. Bên dưới nó là một con âm ly đề nông có mã là 390AE. Tôi mở to nhạc bác nghe. Vì ngày vui trăm tàn, mình ngồi bên nhau tìm lại bao nhớ thương. Đêm trăng niềm vui ngập lòng cho thoáng niềm vui. Xin vui trọn đời linh, nếu cuộc phong ba mình mang theo bao kỷ niệm buồn thì đời trai chiến chinh tìm làm gì câu hẹn. Non sông tàn cơn khói lửa thì tình yêu thắm đẹp muôn màu. Sau tháng quân trường như giấc mộng quá rồi, giờ đây hai đứa mình giây phút gần bên nhau. Mừng ngày vui tao ngộ, dù ngày mai có xa nhau, chớ buồn nghe em. Sau tháng quân trường như giấc mộng quá rồi, giờ đây hai đứa mình giây phút gần bên nhau. Mừng ngày vui tao ngộ, dù ngày mai có xa nhau, xin chớ buồn nghe em. Mặt phay nhôm rất đẹp, sang trọng, hợp bày với phòng khách kiểu hiện đại chung cư. Ngày mình mới quen nhau em thường hay lo sợ, sợ tình ta sang giờ. Vì đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay dưng lệ, nghẹn ngào tiễn anh. Lần đầu không chia ly, xót thương tê tái lòng. Tiện đây tôi nói luôn, nếu mà cả bộ này gồm có đầu đĩa và âm ly và loa này thì có giá là 20 triệu đồng. Đôi loa giá 10 triệu. Đôi loa cổ của Đan Mạch Bát 25, tiếng cực hay luôn, loa thương hiệu, mã là A25X.
Đầu này và âm ly đồng giá 5 triệu đồng một thiết bị. Đầu 5 triệu, âm ly 5 triệu. Đầu có mã là 755 AE, còn âm ly là 390 AE. Tôi quay lại mặt sau đầu cho các bác xem. Dù mình cách xa nhau, em đừng nên lo sợ. Sợ tình ta giang dở. Dù đời lắm trái ngang, xấu cho duyên bé bàng, em vẫn là mùa. Các đầu đến đông thì ngoài về âm thanh hay thì các hình thức của nó cũng khá đẹp. Ngày mình mới quen nhau, em thường hay lo sợ, sợ tình ta giang dở. Vì đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay rưng lệ, nghẹn ngào tiếng anh đi. Lần đầu khóc chia ly, xót thương tê tay lòng, xót lạnh buồn chiều đau. Em ơi, đường trần trời mơ xuống, tàu đến về tha hương, xa em bao dặm trường. Rồi mai có hoa hồng sáng lối, tim em vui với đời, ly rượu mừng chúng đôi. Đầu đấy công suất là 12W, sản xuất tại Nhật Bản. Dù mình cách xa nhau, điện 110, em đừng nên lo sợ, sợ tình ta giang dở. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của anh. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của anh. Dù đời lắm trái ngang. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin nhắc lại, đầu với giá 5,5 triệu, âm ly 5,5 triệu, loa 10 triệu,